sớt chữ trong ảnh. hồi giữa năm 2018, Google đã giới thiệu một công cụ mới có tên Google Lens. thông qua Google Lens, những gì xuất hiện trong camera điện thoại đều được phân tích. hệ thống sẽ nhận dạng và trả về thông tin dưới dạng văn bản. tính năng này sẽ được tích hợp vào các dịch vụ của Google, trong đó có Google Maps. tới hôm nay, Google vừa ra thông báo cho biết Lens giờ đây sẽ có khả năng tìm kiếm các đoạn văn bản được lưu trữ dưới dạng hình ảnh trên Google Photos hoặc ảnh chụp màn hình người dùng sau đó có thể dễ dàng sao chép đoạn văn bản này vào trong một tài liệu hay biểu mẫu. Điểm đáng chú ý nhất của Len là nó có thể quét toàn bộ kho ảnh để tìm. Từ khóa thay vì một bức ảnh đã được chọn sẵn, một khi tìm thấy bức ảnh cần tìm, người dùng có thể ấn vào nút Len để tiến hành trích xuất đoạn văn bản. Google đang định vị tính năng này vào việc giúp người dùng bỏ qua thao tác nhập mật khẩu Wi-Fi. Sự phát triển của Len có thể liên quan đến một tính năng từng được Sanda Pichai giới thiệu vào năm 2017. Theo đó, chỉ cần hướng máy ảnh vào mật khẩu của một bộ phát Wi-Fi, hệ thống sẽ tự hiểu mong muốn của người dùng và tự dùng mật khẩu trong ảnh để kết nối.